Rồi, cô chú anh chị ơi, hôm nay em Cường sẽ mang đến cho quý cô chú anh chị mình một ngôi nhà nằm trên trục đường nhựa 8m, có vỉa hè mỗi bên là 4m luôn nha quý cô chú anh chị ha. Nhà mình đường nhựa rất là rộng nha quý anh chị. Đó, đường mình chia làm hai làn đường nha anh chị ha. Có vạch kẻ rồi nè. Quý cô chú anh chị mình thấy nè, đây là rất khu dân cư rất là đông đúc luôn nha. Và em nói thật cho quý cô chú anh chị mình biết, cái vị trí là nằm trong khu Sài Gòn Rì Bắc nha quý anh chị ha, gần chợ Cần Giuộc luôn. Đó, chợ mới bắt cầu luôn nha quý anh chị ha. Đây là khu chung cư nha quý anh chị ha, dân cư rất là đông đúc luôn. Đó thì đây em có hai ngôi nhà và một cái em đã bán rồi nha quý anh chị ha. Bên đây em đã bán rồi, em chỉ còn một căn này. Đường nhựa của mình là đường 10m nha quý anh chị ha. Thì từ quận 8 mình về đây á, thì khoảng 15 đến 20 phút nha quý anh chị ha. Từ trung tâm thành phố quận nhất, quận 4 rồi về khoảng 20-25 phút luôn nha quý anh chị nha. Đó, thì đây là ngôi nhà của mình, thiết kế là một trệt hai lầu nha quý cô chú anh chị. Đó, thiết kế theo kiểu hình hàng mái hàng quý anh chị nha. Đó, tông màu thì màu trắng, nhân chỉ đen, nhấn những cái BBC đen và xám rất là đẹp quý anh chị nha. Đó, thì diện tích của nhà mình á, ngang 5m, dài 18m, có sân trước sân sau đầy đủ cho mình luôn quý anh chị nha. Và nhà mình xây trừ sân trước sân sau nha quý anh chị. Đó, thì đây nè, lớp cửa phía ngoài, lớp cửa bốn cánh, sắt hộp cắt CNC. Đó, như quý anh chị mình thấy nè, vỉa hè nè, em lắp đặt sẵn cho mình luôn. Quý anh chị sau này có thể tận dụng, mình sử dụng được vỉa hè nha quý anh chị nha. Để cây kiển hoặc để ghế đá được luôn nha quý anh chị nha. Đó, rất là ok. Và giá của mình á thì chủ đã hạ cho mình hơn 300 triệu luôn nha quý anh chị ha. Cuối clip em sẽ báo cho mình một cái giá thực tế luôn nha quý anh chị nha. Quý chị dán xem nha. Nhà chủ cần bán gấp luôn nha. Đó, đây là sân trước của mình. Quý anh chị mình thấy sân trước mình đậu được xe gắn máy nha quý anh chị nha. Đó, xe gắn máy. Nhưng nhà mình đây về người ta làm nè. Đó, máy che, ta làm đầy đủ hết, rất là an toàn, rất là kiên cố luôn nha. Trụ gỗ, đèn led rất là sáng nha quý anh chị nha. Đó, ban đêm thì rất là sáng. Đó, thì bên trong nè. Cô chú anh chị mình thấy nè, là gỡ nhôm Sifa, kính cường lực, và cửa của mình là cửa bốn cánh, một lần nữa là bốn cánh luôn nha. Đó, cửa nhôm Sifa, kính cường lực 12mm quý anh chị mình thấy nè. Cách âm rất là tốt nha quý anh chị nha. Đó. Đây không gian của phòng khách của mình. Cô chú anh chị mình thấy nè, không gian phòng khách rất là rộng. Chân đóng thạch cao và được ốp BBC gỗ luôn nha quý anh chị nha. Có một cái đèn chùm rất là lớn nha quý anh chị nha. Đó, những cái đèn chùm lon chiếu xuống rất là đẹp, rất là sáng luôn nha. Gạch thì ốp lên 1m quý anh chị nha. Đó, ốp lên 1m thôi. Đồng hồ điện, đồng hồ nước em xin sẵn cho mình luôn. Chỉ cần xách vali dọn đồ về và ở thôi nha. Rồi cô chú anh chị mình thấy nè. Đối diện cầu thang mình em làm cho anh chị một cái học nè quý anh chị, cái tủ. Cái tủ gỗ có đèn led luôn ha. Quý anh chị mình thể trang trí đồ và lưu niệm. Đó, đây là đựng đồ, đựng cái dụng cụ cần thiết của gia đình mình ha. Rất là đẹp, lên tới tận nóc quý anh chị ha. Trên đó quý anh chị mình trang trí những cái chai rượu tây rất là đẹp ha. Có khách xuống mình lấy xuống mình thưởng thức thì ok lắm nha. Rồi, thì đây cô chú anh chị mình thấy nè, tủ kệ bếp gỗ ha, kệ bếp gỗ chỗ thờ ông Táo và Táo. Bồn inox 304 đó, bồn đôi inox 304 đó. Thì với cái mức giá này quý anh chị mình trả đâu đó khoảng tầm 1,5 tỷ mình sẽ sở hữu ngay ngôi nhà này ha. Còn bao nhiêu thì mình hỗ trợ ngân hàng quý anh chị nha. Đây nè, không gian bếp quý anh chị mình có thể để một bàn ăn rất là lớn ở đây quý anh chị nha. Đó, và đây là toilet của mình quý anh chị. Ha, em bước vô cho quý anh chị thấy không? Toilet mình rất là xịn sò nha quý anh chị nha. Đó, rồi xe 304 đó. Kính cảm ứng luôn ha. Đó. Đó. Nước rất là mạnh nha quý anh chị nha. Đó, và có sân sau nữa. Đó, sân sau giếng trời của mình ha. Đó, sân sau vậy quý anh chị mình làm mấy che nữa. Mình phơi đồ ở đây hay là làm cái gì đó rất là thoải mái đúng không ha. 3m nha quý anh chị, gần 3m 2,5m ha. Đó. Dán gạch hết ha. Thì nhà mình nằm trên trục đường quốc lộ 50 nha cô chú anh chị. Đó, nhà mình nằm trên trục đường quốc lộ 50, gần cầu, cách cầu Thịnh khoảng 2km nha. Nhà thật, việc thật, vị trí thật cho quý cô chú anh chị mình dễ biết được cái vị trí. Và ví dụ vừa túi tiền thì quý anh chị mình cũng có cái lựa chọn cho nó thật chính xác chút xíu ha. Khỏi mất thời gian của đôi bên. Đó, rõ ràng. Đó, nhà thì cầu thang gỗ, chạm gỗ điêu khắc đầy đủ cho quý anh chị mình luôn. Đó, rộng khoảng 1,5m nha quý anh chị ha. Bậc cầu thang đôi gấp dơ vào chữ sinh cho quý anh chị mình có phong thủy luôn nha. Đó thì một nhớ lại cho em cùng một lần nữa thì cần khoảng 1,5 tỷ anh chị mua ngôi nhà này ha. 58 nằm trong khu dân cư Rì Bắc, gần chợ Cần Giuộc, ở gần cầu Cần Giuộc luôn nha quý anh chị ha. Đường rất là thông thoáng luôn nha. Đó, gần chợ búa đầy đủ luôn. Nói chung Sài Gòn Rì Bắc thì quý anh chị mình thổi toàn bộ cái hệ thống thì gần trung tâm hết nha quý anh chị nha. Đường đi rất gần trung tâm hết nha. Đó. Cái khúc rất là đẹp ha. Rồi, thì nhà mình chỉ gọn gàng hai phòng ngủ thôi nha quý anh chị ha. Đó, lầu 1 là hai phòng ngủ nha. Nhà mình là một trệt hai lầu nha quý anh chị.
Đây quý chú anh chị mình thấy nè, gió rất mạnh nha. Đó, đây máy điều hòa thì em để sẵn cho mình nè, đèn led full led dạng sáng ha. Và đặc biệt quý chú anh chị mình nè, đó quý chú anh chị mình toilet ha, rất là sang xịn luôn. Đó, móc tủ đồ, có móc phơi đồ, bồn cầu đôi, đó rồi sang cái nóc 304, kính thì cảm ứng ha, rất là ok nha. Rồi mình lên lên lầu thôi nha quý cô chú anh chị ha, nhà mình một trệt hai lầu. Và trước khi lên lầu thì em xin giới thiệu cho anh chị thêm phòng ngủ phía sau lưng của mình nữa nha. Đây dây chờ cáp quang sẵn cho mình ha, CV nha anh chị ha, mỗi tầng thì có CV riêng hết nha. Đây cô chú anh chị ơi, phòng ngủ nào mình cũng đặc biệt là có toilet hết nha. Đây phòng ngủ của mình nè quý anh chị, mở đèn ha. Rồi sẽ mở đèn cho anh chị thấy, đây là đèn ngủ của mình anh chị ạ. Đó, đèn ngủ mình ha, rất là sang luôn ha anh chị. Đó thì đây cũng đầy đủ luôn ha, cái trang thiết bị toilet rất là đẹp anh chị nha. Đó có móc phơi đồ đầy đủ luôn ha, toilet rất đẹp, gạch ốp lên tận nắp luôn, gạch kiểu rất đẹp, vẫn được kính cảm ứng nha. Đó, ban công của mình nè anh chị, đây có cái ban công nhỏ đây nữa nha. Đó rất là bao la, rất là đẹp anh chị nha. Đó, quá tuyệt vời. Đây thì đặc biệt ở đây mình có cửa sổ nè anh chị nha, nó rất là sáng luôn, là quá tuyệt vời của chú anh chị nha. Không mua thì chờ ngày nào nữa. Thì chưa đến 3 tỷ cuối clip mình sẽ báo giá thực tế cho mình nha. Đó, mua mấy căn này ở thì thôi, đỡ hơn nhà mình ở 3-4 thế hệ cũng còn ok anh chị nha. Đó, trên lầu thì mình có thêm hai phòng ngủ của một toilet ha, nhà mình nhắc lại một trệt hai lầu nữa của chú anh chị nha. Đó, quá tuyệt vời ha, phòng ngủ của mình nè, cửa sổ rất mát, rất mát luôn nha. Đó này hãy luôn, nói như những người lớn tuổi mình về mình muốn cái ăn ở cái tuổi già của mình đó, thì mình nên chọn những căn này, vị trí rất là tốt, rất là thoáng nha, không khí rất trong lành, có thể cải thiện cái sức khỏe của mình ha, tăng thêm tuổi thọ cho mình nữa ha. Đó, rồi cô chính chị cửa nhôm xi pha, toilet của mình nha, đầy đủ các trang thiết bị hết rồi anh chị ha, kính cảm ứng đầy đủ luôn nha. Đó, đèn ngủ nè, CB nè, cáp quang nè, anh chị nè, đơn giản anh chị mình có cái chỗ này, anh chị mình thể làm một cái phòng thờ nhỏ của mình ha, trang nghiêm đạo Phật, hoặc mình muốn làm ở đây nè, cô chú anh chị mình cũng làm ở đây một cái phòng thờ của mình trên đây cũng được ha, đây, cửa ngăn cách ha, và đặc biệt nhà mình có ban công rất là lớn nha. Đó, đây. Đây là sân thượng của mình nha quý anh chị nha, sân thượng nè, rất là thoải mái luôn quý anh chị mình đây nè, nhà mình nhìn chà, nhìn xung quanh nè quý anh chị ơi, đây rất là đông đúc nha quý anh chị ha, khu dân cư mình rất là đông nha quý anh chị ha. Đó thì hiện tại quý anh chị mình chủ cần bán nha quý anh chị, đường của mình đường trước mặt mình là đường 8m quý anh chị nha. Đấy quý cô chú anh chị mình nè, thấy ok không, mình có thể mở tiệc barbecue hay mở phơi đồ gì trên đây đó, nhâm nhi tách trà. Đó, nhìn xung quanh cảnh có thiệt vời nha, một trệt hai lầu nha quý anh chị nha. Đó rồi em sẽ báo cái giá cho quý cô chú anh chị mình biết luôn nha. Thì nhà mình một lần nữa nằm trên trục đường quốc lộ 50 gần cộng Thịnh, và nằm ngay câu Cần Giột mới nha quý anh chị ha, nằm trong khu Sài Gòn Rịa Bắc, khu dân cư rất là đông đúc nha quý anh chị ha, rất hiện hữu. Và nhà mình đã được chủ giảm cho mình là hơn 300 triệu rồi nha quý anh chị ha, cái giá của mình chỉ có 2.9 tỷ thôi, full giá chỉ có 2.9 tỷ. Và cô chú anh chị mình sở hữu được một ngôi nhà nè, ngang 5m, dài 18m như thế này, một trệt hai lầu, có 4 phòng ngủ, có 3, có 4 toilet luôn nha, 5 toilet luôn nha quý anh chị ha, có 4 phòng ngủ và có 5 toilet luôn. Đó rất là tuyệt vời, có sân trước, sân sau giếng trời, có sân thượng, ban công đầy đủ cho mình luôn ha. Đó quá tuyệt vời. Và đấu đấu anh chị mình tầm có 1 tỷ rưỡi thôi, quý anh chị mình sẽ sở hữu ngôi nhà này, quá tuyệt vời luôn ha. 1 tỷ rưỡi còn bao nhiêu mình sẽ hỗ trợ ngân hàng, giá full chỉ có 2 tỷ 9 thôi nha. Anh chị nhớ dùm em cái khúc này ha, nhà mình đó là 1-2 tỷ 9 full giá cho anh chị ha. Đó, alo cho em sẽ dắt anh chị xem một căn nhà siêu phẩm như này và giá quá tuyệt vời. Ở đâu thì giờ hiện tại nhà 2-3 tỷ rất là nhiều, nhưng mà nằm trong khu chung cư và cái giá 2 tỷ 9 này quá là hiếm luôn đó anh chị. Anh chị hãy nhanh tay lên nha, alo cho em cược và được xem căn nhà này ha. Rồi xin chào quý anh chị.